could be us. So back to what I was saying. Could be us. Minh Hằng bật khóc khi nói về chồng đại gia sắp cưới và hôn lễ vào tháng 6 tới. Minh Hằng vừa tổ chức thành công show diễn Freme Tao Giờ Mùng tại Đà Lạt. Đây cũng là dịp Minh Hằng chia sẻ về cảm xúc và niềm hạnh phúc của mình trước thềm hôn lễ sắp tới. Minh Hằng vừa tổ chức thành công show diễn Freme Tao Giờ Mùng vào ngày mùng 3 tháng 5 tại thành phố Ngàn Hoa. Cô đã để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng khán giả. Với sự trợ giúp của ban nhạc Màu Nước và producer Long Nguyễn, nữ ca sĩ đã cống hiến một đêm nhạc nhiều cảm xúc. Riêng với Minh Hằng, đây không chỉ đơn thuần là một chương trình ca hát mà là cũng dịp cô có những giây phút trải lòng cùng người hâm mộ. Chương trình mở đầu bằng bản hit Một Vòng Trái Đất bản remix được Minh Hằng trình bày theo một phong cách mới lạ cùng sự góp giọng của Dablo, rapper điển trai từng vào top 10 show King of Rap. Chia sẻ với người xem, Dablo bày tỏ bản thân rất vui khi được hợp tác với Minh Hằng. Đồng thời, Dablo tiết lộ cảm thấy rung vì lần đầu được rap chung với sao phim Bảy Ngọt Ngào. Đáp lại lời Dablo, Minh Hằng hóm hỉnh cho hai cô rất muốn nắm tay anh chàng nhưng không thể vì người ấy cũng đang có mặt tại show diễn. Sau Một Vòng Trái Đất, người đẹp tiếp tục đưa khán giả hòa vào cảm xúc của mình qua loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô, gồm Giờ Em Đã Biết, Yêu Để Em Biết, Khi Yêu Thương Quay Về, Đừng Xa Em. Đáng chú ý, những bài hát khác của Minh Hằng như Baby So Lonely, Là Vì Ai, Em Xin Anh Được Mỹ Nhân 8X được biến tấu độc đáo hơn cùng rapper Dablo. Bên cạnh đó, loạt bài hát như Đình Đám Như Vẫn Nhớ, Mùa Thu Cho Em, Với Anh, Em Chỉ Là Cô Bé hay nhạc phim Trung Quốc Tân Dòng Sông Ly Biệt và ca khúc chủ đề đêm nhạc là Flame To Giờ Mùng cũng được Minh Hằng cover lại với chất giọng ngọt ngào. Màn trình diễn đặc biệt của Minh Hằng cùng phán qua ca khúc Người Tình Mùa Đông càng khiến sự kiện thêm bùng nổ cảm xúc. Xuyên suốt 15 tiết mục của chương trình, Minh Hằng hoàn toàn biểu diễn live và vẫn giữ chất giọng khỏe, đầy truyền cảm, đánh tan những nghi ngờ trước đó của cư dân mạng. Thông qua đêm diễn lần này, Minh Hằng chứng minh giọng hát của cô có sự cải thiện lớn, không để lộ nhiều khuyết điểm hay bị hụt hơi. Đáng nói hơn, Minh Hằng và ban nhạc Màu Nước đã đối mặt với không ít khó khăn về hệ thống âm thanh lẫn thời tiết xấu trước buổi diễn. Dù vậy, Minh Hằng và các thành viên tổ chức đều cố gắng vượt qua, hoàn thành tốt sự kiện âm nhạc đậm chất tự sự và ấm cúng. Chưa hết, Minh Hằng vừa hát vừa khuấy động không khí bằng những cuộc trò chuyện hài hước với fan. Nữ nghệ sĩ không ngại tâm sự về chuyện tình cảm trong quá khứ, thời mới biết yêu rồi dần trưởng thành cùng mạch cảm xúc ở hiện tại. Trước những fan thân thiết của mình, Minh Hằng bộc lộ sự xúc động và rơi nước mắt chia sẻ về hôn lễ sắp diễn ra vào tháng 6 tới. Dù không công khai chồng sắp cưới tại sự kiện, nhưng trên sân khấu, Minh Hằng khẳng định mình đang rất hạnh phúc và nhấn mạnh anh chính là người đàn ông tuyệt vời dành cho cô. Cô trình bày ca khúc Một Nhà như một món quà dành tặng cho người yêu. Tuy em sắp lấy chồng nhưng em sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chơi nha, Minh Hằng nhắn gửi với fan tại những khoảnh khắc cuối sự kiện.